FIFA World Cup hay đó đơn giản là World Cup, còn gọi là giải bóng đá vô địch thế giới, là giải đấu bóng đá thế giới do Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tổ chức 4 năm một lần cho những nước thành viên. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 và từng bị gián đoạn 2 lần vào các năm 1942 và 1946 do Thế chiến thứ 2. Qua 21 lần được tổ chức, tính đến năm 2018, đã có 8 đội tuyển quốc gia vô địch giải đấu này. Brazil là đội duy nhất tham gia đủ 21 vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải. Nhưng 7 đội còn lại từng xưng vương xưng bá tại giải đấu này là ai? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Nào các bạn, hãy subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của Tiền Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đến với danh sách những nhà vô địch World Cup trong lịch sử nha. Tám, Tây Ban Nha, số lần vô địch 1 năm 2010. Trong giai đoạn cực thịnh của bóng đá thế giới với triết lý bóng đá Tiki-Taka, Tây Ban Nha với nòng cốt lối chơi xoay quanh các cầu thủ Barcelona đã tận dụng rất tốt để lần đầu tiên và duy nhất tới giờ đăng quang ngôi vô địch World Cup. Năm 2010, khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi, đất nước Nam Phi, Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan bằng bàn thắng duy nhất của Andres Iniesta, được ghi ở thời gian bù giờ của trận chung kết. Raroja trở thành nhà vô địch World Cup đặc biệt khi mở màn giải đấu bằng trận thua 0-1 trước Thụy Sĩ. Còn bại tướng Oranje với lần thứ 3 cay đắng về nhì Á quân cũng trở thành đội tuyển quốc gia chơi nhiều trận chung kết World Cup nhất mà không thể giành chiến thắng. 7. Anh, số lần vô địch 1 năm 1966. Được cho là quê hương khai sinh ra môn thể thao vua, nhưng bóng đá mới thực sự chỉ trở về nhà của nó vào năm 1966, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong lần duy nhất đăng cai World Cup tới giờ, Anh đã lên ngôi vô địch và đó cũng là danh hiệu cấp quốc tế duy nhất của Tam Sư cho đến ngày hôm nay. Sau chiến thắng 4-2 trước kỳ phùng địch thủ Đức ở trong trận chung kết, tranh cãi bất tận và có lẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp. Nhiều người Anh và Đức đến bây giờ vẫn chẳng quên được cái tên Tofik Baramov, vị trọng tài biên trực tiếp mang về chiếc vô địch World Cup 1966 cho Tam Sư. Jack Hurst trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất đến giờ lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup. Song không ai có thể biết được chính xác bàn thắng thứ hai của ông, cũng là bàn thắng quan trọng nhất khi nâng tỷ số lên 3-2 trong thời gian bù giờ, có xứng đáng được công nhận hay không, khi bóng dường như vẫn chưa lăn qua hết vạch bồi sau khi dội sang ngang bật xuống. 6. Uruguay, số lần vô địch 2, 1930-1950. Uruguay chính là nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Năm 1930, La Celeste đăng quang ngay trên quê hương sau chiến thắng 4-2 trước Argentina trong trận chung kết. Tròn 20 năm sau, với World Cup 1950 đánh dấu sự trở lại của giải đấu sau khi bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ 2 trong thập niên 40, Uruguay lần thứ 2 lên đỉnh thế giới bằng chiến thắng 2-1 trước chính chủ nhà Brazil trong trận chung kết. Đây là một kỳ World Cup đặc biệt khi không có vòng knockout, thay thế bởi thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm và đội đầu bảng sẽ lên ngôi vô địch. Không chỉ được đánh giá cao hơn, Brazil còn nắm lợi thế so với Uruguay trước trận đấu cuối cùng quyết định, hơn 1 điểm, đồng nghĩa là một trận hòa cũng đủ giúp Selecao đăng quang. Tuy nhiên, Uruguay đã lội ngược dòng đánh bại Brazil và vô địch World Cup trước sự chứng kiến sững sờ và đau đớn của 200.000 khán giả trên thánh địa Maracana. Kết quả sốc đến nỗi người đời thậm chí đã đặt ra thuật ngữ Maracanazo để nói về thảm họa bóng đá lớn nhất lịch sử xứ Samba. Pháp, số lần vô địch 2, 1998-2018. Pháp chính là đương kim vô địch World Cup với chiến thắng tại năm 2018 ở Nga. Les Bleus đánh bại hiện tượng Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, qua đó tiếp bước tiền bối Frank Beckenbauer trở thành người thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup với cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Tròn 20 năm trước đó khi giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương và cũng là lần đầu tiên được mở rộng lên thành 32 đội tuyển quốc gia tham dự như thời điểm hiện tại, Pháp của đội trưởng Didier Deschamps đã bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Brazil đến 3-0 trong trận chung kết với sự tỏa sáng của nhạc trưởng Zinedine Zidane, huấn luyện viên 3 lần liên tiếp vô địch Champions League với Real Madrid. 4. Argentina, số lần vô địch 2, 1978 và 1986. Argentina vốn đã chơi trận chung kết đầu tiên ở ngay kỳ World Cup năm 1930, nhưng họ cũng đã phải chờ đợi mòn mỏi đến gần nửa thế kỷ sau mới có thể hoàn thành giấc mơ dang dở. Năm 1978, La Biceleste lên đỉnh thế giới ngay trên quê hương với chiến thắng 3-1 trước Hà Lan trong trận chung kết. 8 năm sau ở Mexico 86, thiên tài Diego Maradona dẫn dắt Argentina đăng quang vô địch World Cup sau khi đánh bại Đức với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Trước đó ở tứ kết thắng Anh 2-1, cậu bé vàng đã lập cú đúp và cả hai bàn thắng đều đã trở thành kinh điển của bóng đá. Với một cái tên gọi bàn tay của Chúa và pha solo qua 6 cầu thủ đối phương để đi vào lịch sử với tư cách bàn thắng đẹp nhất các kỳ World Cup mọi thời đại. Messi đã thất bại ở trận chung kết năm 2014. Liệu rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tới đây
anh có thể sánh ngang với cậu bé vàng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Italia, số lần vô địch 4, 1934, 1938, 1982 và 2006. Bằng số cúp vàng với Đức nhưng với chỉ 2 lần về nhì vào năm 1970 và 1994, Italia đang xếp thứ 3 trong danh sách những đội tuyển quốc gia giàu thành tích nhất trong lịch sử World Cup. Được cái đoàn quân thiên thánh chính là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch với 2 lần liên tiếp vào các năm 1934 và 1938. Thời điểm giải đấu vẫn còn tương đối sơ khai với số lượng đội bóng tham dự và thể lệ thi đấu. Đó lần lượt là những trận chung kết chiến thắng 2-1 trước Tiệp Khắc ngay trên quê hương và 4-2 trước Hungary tại Pháp, khi Azzurri đều nằm dưới quyền dẫn dắt của huấn luyện viên Vittorio Pozzo. Qua đó, vị cố huyền thoại bóng đá này trở thành người đầu tiên cũng như duy nhất tới giờ hai lần vô địch World Cup với tư cách huấn luyện viên. Ngoài ra, Giuseppe Meazza hay được hậu thế biết đến nhiều hơn như là tên sân nhà của câu lạc bộ Inter cũng là đội trưởng đầu tiên và duy nhất tới giờ hai lần nâng cao cúp vàng. Người Ý cũng đã phải chờ đợi thêm thật 44 năm sau mới có thể đứng trên đỉnh thế giới ở lần thứ 3, lần này tại España 82. World Cup 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha, khi Italia đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Năm 2006, khi Đức đăng cai World Cup, Azzurri đã vượt qua nước chủ nhà bán kết rồi hạ nốt Pháp trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết và đăng quang lần thứ 4. Đức, số lần vô địch 4, 1954, 1974, 1990 và 2014. Đức thậm chí chính họ mới là người chơi nhiều trận chung kết nhất. Tuy nhiên, Dieman Schaap cũng chỉ được hưởng niềm vui chiến thắng một nửa trong số đó, với một lần thất bại trước chính Brazil năm 2002. Đức vô địch World Cup lần đầu tiên vào năm 1954 khi giải đấu được tổ chức tại nước láng giềng Thụy Sĩ. Trong trận chung kết, họ đã lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng 3-2 trước Hungary, một thế lực bóng đá thời bấy giờ với các huyền thoại như Ferenc Puskás hay Sador Kocsis. Tròn hai thập kỷ sau đó và ngay trên quê hương, Đức thống trị thế giới lần thứ hai và thêm một lần nữa ngược dòng với tỷ số 2-1 trước Hà Lan của Johan Cruyff trong trận chung kết. Hoàng đế Frank Beckenbauer là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng phiên bản mới như hiện tại. Và sau 16 năm, ông cũng trở thành người đầu tiên vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Trong trận chung kết năm 1990 ở Italia, Đức đánh bại Argentina của Diego Maradona với tỷ số 1-0, trả nợ song phẳng thất bại đúng 4 năm trước đó ở Mexico. Và rồi năm 2014, cũng bại tướng là Argentina của Lionel Messi và vẫn với chiến thắng 1-0 do công của Mario Götze, Dieman Schaap chính thức trở thành số 1 hành tinh lần thứ 4. Thành công vang dội này càng trở nên ngọt ngào hơn khi họ cũng đã rửa hận cả Brazil với màn hủy diện không tưởng 7-1 ở bán kết ngay trên sân nhà của đối thủ. 1. Brazil, số lần vô địch 5, 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Brazil chính là đội tuyển quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi vô địch cũng như 2 lần giành ngôi Á quân, 1950 và 1998. Họ cũng là đội tuyển quốc gia duy nhất đã tham dự đầy đủ cả 21 kỳ World Cup trong lịch sử. Đội bóng vàng xanh đăng quang thế giới lần đầu tiên vào năm 1958 khi World Cup được tổ chức tại Thụy Điển, sau chiến thắng 5-2 trước chính đối thủ chủ nhà trong trận chung kết. 4 năm sau ở Chile, Brazil bảo vệ thành công ngai vàng khi đánh bại Tiệp Khắc với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Năm 1970, Seleca bắt đầu chính thức trở thành đội tuyển quốc gia vô địch World Cup nhiều nhất, cũng như cá nhân vua bóng đá Pele trên phương diện cầu thủ, với lần thứ 3 ở Mexico sau chiến thắng 4-1 trước Italia trong trận chung kết. Chiếc cúp nguyên bản Jules Rimet đã vĩnh viễn thuộc về phòng truyền thống của họ thay vì trả lại cho FIFA sau đó. Tuy nhiên, Brazil cũng đã phải chờ đợi thêm 24 năm nữa để có thể tiếp tục lên đỉnh vinh quang lần thứ 4. World Cup 1994 tại Mỹ và người Ý một lần nữa trở thành bại tướng sau loạt đấu súng nghiệt ngã trong trận chung kết. 8 năm sau, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, Seleca lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 5 sau thắng lợi 2-0 trước Đức trong trận chung kết. Ở kỳ World Cup lần thứ 22 trên đất Qatar tới đây, liệu rằng sẽ có đội bóng thứ 9 chen chân vào danh sách này với những ứng viên vô địch vô cùng tiềm năng như Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, hay sẽ vẫn là một trong 8 cái tên cũ thị uy sức mạnh của mình? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một kỳ World Cup tuyệt vời vào mùa đông tới và đón xem nhà vô địch của chúng ta sẽ là ai, liệu có phải là đội tuyển bạn yêu thích và cổ vũ không nha?